Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký. Tác giả Hồ Hữu Lạn. Số 5. Ba tiểu đoàn của đoàn 8 Sông Lô từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1968 đã lần lượt nối tiếp nhau vào chiến đấu trên ba hướng: Cống Thủy Quan, sân bay Tân Lộc, tiểu đoàn 7, La Quế Chữ, tiểu đoàn 8 và An Hòa, Triệu Sơn Đông, tiểu đoàn 9, rất xuất sắc. Mặc dù ngày đêm hành quân liên tục, không quản mệt nhọc hy sinh, đặt ba lô tại ngã ba Hương Trà, nhận phần gạo, đạn, bánh chưng, thay quần áo mới Tô Châu là lao vào trận chiến. Nhân dân Huế bị kìm kẹp lâu ngày, thấy chiến sĩ giải phóng mạnh khỏe, nhanh nhẹn thì rất phấn khởi, trái ngược với những điều ngụy tuyên truyền xấu trước đây. Vin cảnh đu đủ không gãy, các cụ, các mẹ, các chị, các cháu đổ ra xem, tiếp tế quân giải phóng cơm gạo, cứu chữa thương binh. Ta làm chủ thành phố Huế. Trung đoàn 9, trung đoàn 6 và các lực lượng của đoàn 5 biệt động Huế chiếm Đại Nội, Cột Cờ, khu Tam Giác phía Nam, khách sạn Hương Giang, khách sạn Thuận Hóa, tòa thị chính, cầu Bạch Hổ, nhà ga Huế. Dinh tỉnh trưởng đồn cảnh sát là hai hang ổ của Mỹ ngụy, khu Phú Cam, nhà lao Thừa Phủ, ta giải phóng 2.000 người bị địch giam giữ. Ta tiêu diệt trung đoàn thiết giáp ở Tam Thai, Đông Ba, đập đá, gia hội. Trong 3 ngày đầu tháng 2 năm 1968, ta đã làm chủ hầu hết mục tiêu, giải phóng thành phố Huế và một số khu vực phụ cận, chiếm lĩnh các mục tiêu chủ yếu, tiêu diệt và bắt hơn 3.000 tên địch. Đại diện Ủy ban Khởi nghĩa đọc thông báo số 1 tuyên bố cho nhân dân biết là thành phố Huế hoàn toàn giải phóng, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình do Hòa thượng Thích Đôn Hậu làm chủ tịch ra đời. Các ủy ban cách mạng từ cơ sở đến thành phố được thành lập để giữ vững mục tiêu độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy toàn miền Nam làm rung chuyển Lầu Năm Góc với lực lượng lớn hơn nửa triệu quân Mỹ, chư hầu và 1 triệu quân ngụy. Ngụy quyền Sài Gòn thống trị toàn miền Nam, song chúng bị giáng những đòn sấm sét nhất, bất ngờ nhất tại các thành phố lớn, vào tận hang ổ an toàn nhất của Mỹ ngụy, ngay khi chúng đang chủ quan. Kết quả của cuộc tổng tấn công và nổi dậy làm cho toàn miền Nam rung chuyển, làm xôn xao dư luận Mỹ và thế giới trong dịp Tết Mậu Thân. Qua bước đầu choáng váng, chúng cố trấn tĩnh để giữ thể diện cho Mỹ ngụy, trong khi tiềm lực rất là lớn. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã chỉ thị cho Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn dốc toàn bộ lực lượng phản kích, đẩy lùi Việt Cộng, nhất là thành phố Huế. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 1968, địch đã tăng cường lực lượng sư đoàn 1 và chiến đoàn dù Mỹ. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ngày đêm tiếp viện vào Mang Cá Bé trên các hướng quân ta chiếm giữ. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 68, địch dùng phi pháo, bom hóa học, phản kích quyết liệt, liên tục. Chiến sự diễn ra ác liệt ở khu vực Cống Thủy Quan, sân bay Tây Lộc, xưởng quân cụ, An Hòa và La Quế Chữ thuộc đoàn 8 Sông Lô và các khu vực khác thuộc trung đoàn 9 và trung đoàn 6 đảm nhiệm. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 7 liên tục bám trụ trận địa, địa bàn của Chánh Tây, Cống Thủy Quan và sân bay Tây Lộc. Tiểu đoàn 8 bám trụ La Chữ, giữ vững hành lang chi viện tấn công. Đồng chí Hồ Văn Bé, quê xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là trung đội trưởng Đại đội 3, tiểu đoàn 7, chốt giữ Cống Thủy Quan, được chính trị viên Ngô Đình Nịu và chính trị viên phó Nguyễn Thái mệnh danh là cán bộ gang thép, đội bom đạn. Đồng chí Bé về sau là đại tá chủ nhiệm chính trị sư đoàn 324. Đồng chí Nguyễn Nam, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 7, là cán bộ đánh nở hoa trong lòng địch trong trận chiến đấu ngày 1 rạng sáng ngày 2 tháng 2 tại Cống Thủy Quan. Trong thời gian giữ trận địa, địa bàn La Chữ, tiểu đoàn 8 và một số bộ phận nhân dân La Chữ phòng ngự giữ làng, chịu đựng nhiều bom pháo, pháo hạm, rất ác liệt.
Tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Thọ, quê Định Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, dùng trung liên bắn quét khi bọn Mỹ xô nhau chiếm làng La Chữ. Ngày 12 tháng 2 năm 1968, tôi trợ lý công binh trung đoàn đưa tiểu đội công binh đồng chí Nguyễn Văn Điểm, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hướng dẫn và tổ chức đánh mìn định hướng và mìn phóng cho tiểu đoàn 8 giữ vững trận địa phòng ngự. Bọn Mỹ bị bất ngờ về mìn DH-10 của ta, chúng bị chết hàng chục tên khi tấn công vào trận địa. Cũng thời gian này, tôi gặp đồng chí Nghinh, bí thư huyện ủy Hương Trà tại La Chữ. Năm 1973, chúng tôi gặp nhau tại trận địa Tây Khe Thai, huyện Hương Trà. Ngày 16 tháng 2, địch đánh bom tọa độ vào trận địa, hy sinh 2 đồng chí bộ binh, bị thương 5 đồng chí công binh. Tôi bị thương vào trán và chân. Trên hướng An Hòa, Triệu Sơn, tiểu đoàn 9 liên tục đánh địch có xe tăng yểm trợ, giữ vững trận địa, bảo vệ cầu An Hòa, nối liền đội hình với cửa Chánh Tây và Chính Hữu. Gương chỉ huy sông sáo kiên quyết và hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Phồn, tiểu đoàn trưởng, để lại dấu ấn sâu sắc của người chỉ huy đối với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 9, trung đoàn 8. Ngày 19 tháng 2 năm 1968, trận địa La Chữ bị 3 loạt bom tọa độ. Chiến sĩ công binh và tiểu đoàn 8 hy sinh 4 đồng chí. Anh em hy sinh mai táng trong vườn nhà dân bị bom lật lên hàng chục liệt sĩ. Trong đêm, chúng tôi đưa 3 đồng chí bị thương về trạm quân y Chợ Thông. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuyển, đại đội trưởng đại đội 24, quân y, cấp cứu anh em và đưa lên rừng trước khi trời sáng. Đồng chí Tuyển sau này là đại tá chủ nhiệm quân y quân khu 4. Suốt 25 ngày đêm giữ Huế, nhất là khi địch tập trung phản kích, là thời gian đoàn 8 sông Lô vùi trong pháo bom tọa độ và pháo biển, đã liên tục chiến đấu giữ vững thành phố Huế, tích cực đưa hết thương binh lên rừng, một số đưa về vùng Quảng Điền, được nhân dân nuôi trong hầm bí mật. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, tiểu đoàn trưởng hóa học, quê Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, và vệ binh trung đoàn khiêng Hòa Thượng Thích Đôn Hậu và đưa một số cán bộ nòng cốt lên rừng, chuyển giao cho cán bộ quân khu Trị Thiên. Thời gian này, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng lần lượt điện mở bảo bối là những phong bì đã được giao từ miền Tây Quảng Trị để chỉ đạo hành động chiến đấu thật bí mật. Đến ngày 23 tháng 2, trung đoàn nhận được điện 15 oát của Bộ Tổng Tham mưu lệnh mở phong bì A3 nhận nhiệm vụ. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan và chính ủy Võ Dược triển khai cho các đơn vị chiến đấu và bí mật rút quân. Đoàn Cửu Long được thay vào. Đoàn 8 bí mật rút ra khỏi Huế an toàn trong đêm 25 tháng 2. Sau khi tiểu đội công binh do Nguyễn Văn Hiếu, quê Yên Thế, Bắc Giang chỉ huy, còn tôi làm trợ lý công binh, chỉ huy phá sập cầu An Hòa, phóng thích 3 tù binh ngụy đang bị giam giữ tại lô cốt đầu cầu An Hòa. Sau 25 ngày đêm chiếm giữ Huế, đêm 25 tháng 2, toàn trung đoàn thu quân về An Ninh Thượng và Chợ Thông. 3 tiểu đoàn 7, 8 và 9 trung đoàn bộ trực thuộc, một số lên hậu cứ 360 trước, còn lại khoảng hơn 700 đồng chí trụ lại, thu gọn chuẩn bị rút khỏi Huế. Thời gian này, trung đoàn Cửu Long vào thay chiến đấu trong nội thành, đường phố mới lạ và địch phản kích ác liệt nên đơn vị chịu tổn thất, hy sinh. Sự hy sinh lớn lao đó đã tạo điều kiện cho đoàn 8 sông Lô rút quân an toàn. Đêm 26 tháng 2, toàn trung đoàn dồn ra đường để hành quân thì đã gần 2 giờ sáng, không thể đi lọt. Trung đoàn lại phải thu quân vào làng sẵn sàng chiến đấu. Tình hình thật căng thẳng. Qua một ngày chuẩn bị, 20 giờ ngày 27 tháng 2, toàn trung đoàn đã chuẩn bị xong đội hình. Các đơn vị nối đuôi nhau trên đường từ An Ninh Thượng đến Chợ Thông. Bản thân tôi bị thương nhẹ ở trán và chân, nhưng vẫn là lực lượng đi đầu dẫn đơn vị cùng anh em trinh sát, ba lô, súng đạn nặng trĩu, cả súng của mình và đồng đội bị thương. Mỹ đã chiếm La Quế Chữ và Liễu Cốc Thượng, lấn vào làng Cổ Bưu phía Bắc, làng An Hòa trên đường số 1 phía Nam. Mỹ cũng mới chiếm từ chiều 27 tháng 2. Tôi còn nhớ mãi hai em thiếu niên, chạc 14-15 tuổi, vai khoác AK đến đưa thư bắt liên lạc và dẫn trung đoàn đi trong đêm tối. Trời mưa mịt mù lại càng tối om. Tôi hỏi đường rút quân và địa điểm đến, hai em cho biết. Trung đoàn đi giữa đồng lúa phía Bắc là làng Cổ Bưu, phía Nam là làng An Hòa. Cả hai làng mới bị địch chiếm hồi chiều, cách nhau 1 km.
Ta đi về Triệu Sơn Tây, lên đường số 1, ra làng Phước Yên. Đêm nay các chú không rút được thì ngày mai địch nóng ra tiếp, rất khó khăn. Tôi tiếc rằng không hỏi để nhớ tên hai em và địa chỉ. Đoàn quân mang vác khiêng cáng thương binh, nín thở đi theo con đường qua đồng lúa, nối đuôi nhau theo chỉ dẫn của hai em du kích lên đường số 1. Tôi còn nhớ mãi đồng chí Ngô Chí Thướng, quê xã Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, trưởng ban quân lực trung đoàn, là một cán bộ cao tuổi, có vết thương ở bắp đùi từ thời chống Pháp. Anh còn khỏe mạnh và rất gương mẫu, khiêng cáng thương binh, vai mang ba lô và vác súng nặng trĩu, thật là một con người dẻo dai, chịu đựng mệt nhọc. Trong cuộc hành quân rút khỏi Huế, thỉnh thoảng máy bay thả pháo sáng, đoàn quân nằm dạp và quan sát hướng đi. Địch ở An Hòa và Cổ Bưu bắn cầm canh ra các hướng và đốt pháo sáng la ó trong đêm, thật rùng rợn. Song chúng cũng không phát hiện được đoàn quân đang đi cách chúng khoảng 500 mét. Theo đường số 1, chúng tôi hành quân cấp tốc đi ra phía Bắc. Pháo biển của Mỹ bắn vút qua đầu lên bìa rừng phía dốc Ông Ẩm và chân Hòn Vượn. Chúng nghi quân ta lên rừng đi về hướng đó. 4 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 1968, toàn trung đoàn thu gọn vào làng Phước Yên Đông, đường số 1, vào nhà dân nghỉ một ngày, giữ bí mật, không một ai được đi lại và ra bờ sông. Xem trên bản đồ, chúng tôi thấy làng bốn bề là sông bao quanh, nếu địch phát hiện bu lại thì rất nguy hiểm. Trung đoàn đã bố trí các phân đội trinh sát, xóa hết dấu vết từ đường số 1 vào làng và chốt giữ các ngã đường đề phòng địch phát hiện. Nín thở một ngày an toàn, 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1968, toàn trung đoàn hành quân vượt qua đường An Lỗ, đi xỉa về Hiền Lương, Quảng Điền, làng Phước Yên đợt tháng 3 năm 1968, tiểu đoàn 8 trung đoàn Cửu Long về trú quân tạm thời, bị địch phát hiện đánh bom và càn quét, bị thiệt hại nặng. Toàn trung đoàn chúng tôi giấu quân ở làng Hiền Lương và đánh địch càn quét một tuần lễ, ngày nào trực thăng cũng rà sát mái nhà để phát hiện bộ đội chủ lực. Mỹ đổ quân thăm dò ở các rìa làng và tấn công vào làng. Chúng tôi đầu trần chân đất, mặc thường phục, dùng AK, CKC giả làm du kích bắn tỉa chống càn. Trong đợt chiến đấu tự vệ này, đồng chí Nguyễn Văn Nam, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 7 hy sinh. Cả trung đoàn thương tiếc đồng chí Nam là một cán bộ xuất sắc. Trong 25 ngày đêm ở thành Huế, đại đội bị địch bao vây, không nao núng. Anh điện cho tiểu đoàn thực hiện ngoài đánh vào để trong đánh ra, tiêu diệt tiểu đoàn Hắc Báo ở cống Thủy Quan. Năm 1967, khi chiến đấu ở Quảng Trị, đồng chí Nam là một dũng sĩ can đảm. Tiêu diệt một tên Mỹ trong khi nòng súng đang nóng bị bỏng tay mà không biết. Đơn vị được nhân dân đùm bọc, che giấu trong nhà. Đêm đêm ra nơi cất giấu gạo, đem về phục vụ bộ đội chiến đấu. Chúng tôi rất cảm kích với lòng dân, tuy nghèo mà chuẩn bị lương thực cho bộ đội bám trụ. Lãnh đạo cơ sở và quần chúng là chỗ dựa của chủ lực chúng tôi trong thời gian gay go gian khổ này. Các bờ đầm, phá đều có hầm bí mật nuôi thương binh Huế về khi bị kẹt không lên rừng được. Các đồng chí thương binh đêm về nhà, ngày ra hầm bí mật bờ đầm, phá, ẩn nấp, được nhân dân đưa đón chu đáo. Đồng chí Đinh Xuân Bài, đại đội 2 tiểu đoàn 7, được nhân dân nuôi trong hầm bí mật 2 tháng, khi về đơn vị ở Bình Điền, vết thương khỏi và mạnh khỏe, kể lại chuyện các bà mẹ, anh chị nuôi thương binh Huế, không thể tả xiết tình cảm quân dân cá nước, nhường cơm ăn, mua thuốc men cho thương binh trước mũi súng của kẻ thù. Tuy vậy, cũng có những đồng chí chúng lùng bắt được đưa lên trực thăng về Huế. Vào đêm 6 tháng 3 năm 1968, trung đoàn tổ chức rút quân lên rừng, được hai cô du kích dẫn đường và căn dặn các anh tuyệt đối trật tự và bí mật, vì chúng ta đi cách cầu An Lỗ về phía Bắc khoảng 1 km, cũng như lần trước vượt đường số 1 và đường An Lỗ, xỉa. Các phân đội trinh sát được cử đi chốt hai đầu đường và trải ni lông qua đường số 1 cho đoàn quân đi qua không để lại dấu vết. Đêm đầu trung đoàn sợ không đi lọt hết, phải đến đêm thứ hai đội hình triển khai sớm hơn mới đi lọt về làng Hiền Sĩ thì trời mờ sáng. Một số cán bộ chiến sĩ mất cảnh giác ra bờ sông rửa mặt,
Bên kia bờ sông, địch phát hiện có quân ta trong làng Hiền Sĩ. Trong hai ngày, mùng 7 tháng 3 năm 68, chúng đổ quân lên đồi phía tây làng càn quét. Từ 9 giờ sáng, địch ném bom tàn sát, thiêu trụi làng Hiền Sĩ. Nhân dân và bộ đội bám trụ trong hầm và giao thông hào của các gia đình. Lực lượng đi đầu của anh Nguyễn Hoán vượt sang làng Cổ Bi phía tây nam Hiền Sĩ an toàn. Đồng chí Ma Vĩnh Lan, trung đoàn trưởng, bình tĩnh dũng cảm xử lý những tình huống khó khăn. Anh phái một số trinh sát và bộ binh bám rìa làng phía tây đánh địch. Chúng mới đổ xuống lúc 10 giờ từ dãy đồi tây làng Hiền Sĩ càn vào. Trời nắng, bọn Mỹ khát nước la ó om sòm. Chúng dùng cối bắn vào rìa làng. Đồng chí Cao Sĩ Nguyên, quê Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, là đại đội trưởng trinh sát gan dạ, bình tĩnh chỉ huy trinh sát và bộ binh lợi dụng hầm hào ẩn nấp an toàn. Khi quân địch vào gần cách rìa làng khoảng 50 đến 60 mét, anh cho nổ súng, chỉ dùng AK bắn tỉa xạ ngắn. Bọn chúng trúng đạn nhiều đứa chết, bị thương. Qua 3-4 đợt mò vào làng, chúng bị đánh thiệt hại một tiểu đoàn. Gần tối, chúng dùng cối bắn cấp tập vào làng và dùng trực thăng bốc quân về Huế tránh bộ đội ta tập kích trong đêm. Qua đài quan sát, phát hiện 7 trực thăng bốc xác, quân số tiểu đoàn Mỹ thiệt hại khoảng 40 đến 50 tên. Một số cán bộ chiến sĩ ta trong làng bị bom vùi, bị thương, hy sinh. Trong đó, đại đội công binh có đồng chí Phan, quê Hải Hưng, đồng chí Nho, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An và đồng chí Đàn, quê Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đồng chí Phạm Quang Từ, quê Kim Sơn, Ninh Bình, bị sập hầm, được anh em đào lên, cứu được. Trong đêm, trung đoàn rút quân sang làng Cổ Bi, gặp đoàn của đồng chí Nguyễn Hoán đã chờ sẵn và bắc cầu qua suối cho đoàn quân đi an toàn, nhanh chóng. Ngày 8 tháng 3, toàn trung đoàn lên rừng vùng Hòn Gió và về Bình Điền thuộc huyện Hương Trà trú quân. Tiểu đoàn 9 về Tà Lương, tiểu đoàn 8 ở các điểm cao 286, 360. Tiểu đoàn 7 và trung đoàn bộ binh ở Bình Điền, cầu 30. Lên rừng, chúng tôi đi qua nhiều bãi bom B-52 giải thảm. Cán bộ bảo nhau, quân địch tưởng chúng ta lên rừng ngay nên ném bom. Biết đâu mình lộn về đồng bằng, nay mới lên, thoát bom B-52 lại bị chất độc hóa học. Những vùng cây xanh nghi có quân giải phóng, Mỹ dùng máy bay C-130 giải mưa chất độc hóa học, làm cây cối trụi lá, ngày đêm trực thăng già xét bắn phá, ném bom, hòng đẩy quân ta ra xa thành phố, về vùng giáp danh. Trung đoàn được bổ sung tân binh, cán bộ hy sinh nhiều nên thiếu hụt. Tôi được trung đoàn điều về làm đại đội trưởng thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 7 ngày 13 tháng 3 năm 1968. Đồng chí Võ Dược, chính ủy, đồng chí Lê Văn Dánh, chủ nhiệm chính trị, đồng chí Ma Vĩnh Lan, trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Hoán, trung đoàn phó, tham mưu trưởng gặp gỡ động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để chuẩn bị tấn công Huế đợt 2 tháng 5 năm 1968, các lực lượng pháo binh, cao xạ và tuyến hậu cần, chiến dịch đã triển khai từ động Tam Bôi, động So và dọc đường 14 động Cô An Nông, dốc Con Mèo, về A Lưới, A So, Chen Nít, ngã ba đường 12 và đường 14 A Cò. Mỹ, Ngụy đánh hơi được sự chuẩn bị của ta, chúng tập trung sư đoàn dù 101 phản kích, đổ bộ xuống các điểm cao phía sau, cắt giao thông tiếp tế, chống phá sự chuẩn bị chiến dịch tấn công của ta. Động Tam Bôi, động Cô An Nông, động So, động Tiên Công và dãy Pandu Panit phía tây đường 14 thuộc binh trạm 7 bị địch bắn phá. Chúng lấy được pháo cao xạ và pháo D-74 đưa về Đà Nẵng. Dốc A Cò, động Gia Lao 1487 m, động Ngãi 1771 m, động Cô Pung 1615 m và núi A Đầm là những điểm cao phía đông đường 14 sư đoàn dù 101 Mỹ chiếm đóng, cắt đứt đường giao thông tiếp tế đạn gạo của ta. Tân binh các đơn vị về sau lấy gạo bị đánh hy sinh. Phía trước, Mỹ dùng thám báo lùng sục vào Bình Điền, khu vực trung đoàn đóng quân. Mỹ san ủi đường 12 từ Huế lên, chiếm Động Chanh và lấn lên Tà Lương. Tháng 3, tháng 4 năm 1968 là thời gian ác liệt nhất của trung đoàn.
bọn thám báo Mỹ bí mật luồn rừng vào hậu cứ trung đoàn, cắt đứt dây điện thoại liên lạc của ta và mai phục. Ngày 14 tháng 3 năm 1968, anh em đại đội 18 thông tin đi sửa dây bị bắn chết hai đồng chí. Tối 14 tháng 3, đồng chí đại đội phó Nguyễn Văn Dưỡng và 4 đồng chí đi lấy tử sĩ bị lọt vào ổ phục kích, hy sinh cả năm. Đây là một trận đẫm máu của Trung đoàn 8 Sông Lô. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, thám báo đánh vào tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 7. Đồng chí Phan Hà, tiểu đoàn trưởng chỉ huy đơn vị đánh địch, lực lượng đại đội 1 xuất kích đánh lui chúng. Trong đêm, 4 chiến sĩ cáng một thương binh về đại đội quân y lại bị thám báo phục kích, làm hai đồng chí khiêng và thương binh hy sinh trên dốc khi đang xuống cầu 30, ba cây gỗ ghép lại qua suối. Trong đêm, trung đoàn lệnh cho đại đội 3 truy lùng đánh địch. Khi đến cầu 30, chúng tôi gặp cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 7 cũng đi truy lùng địch. Sau một ngày, nhận đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 7, ngày 14 tháng 3 năm 68, tôi được trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan giao nhiệm vụ. Bằng mọi cách, đại đội 3 phải khu trục bọn thám báo ra khỏi địa bàn, tiêu hao và tiêu diệt chúng trên đường 12, Huế, Bình Điền, Động Chanh, phục kích, tập kích, diệt nhiều sinh lực và cơ giới Mỹ để trung đoàn có thời gian củng cố lực lượng. Tôi về đơn vị báo cáo và bàn bạc với đồng chí Áng, chính trị viên, đồng chí Hồ Văn Bé, chính trị viên phó, đồng chí Hoàng, đại đội phó. Chi bộ họp ra nghị quyết biến đường 12 thành tử địa của lính dù Mỹ. Chúng tôi họp hội nghị quân nhân, bàn cách đánh và bắt đầu triển khai lùng sục nắm địch. Mục tiêu diệt thám báo, đánh bại thủ đoạn luồn lách tránh giao chiến, gọi phi pháo bắn phá và phục kích trong hậu phương ta. Chúng tôi xuyên rừng bám địch, thấy rất nhiều đường mòn chúng đi. Khi phát hiện điều quân tới là mất mục tiêu. Về sau đại đội đổi cách đánh, trinh sát và cán bộ lùng sục bám địch đi trước, dắt bộ đội bí mật theo sau, trang bị gọn nhẹ, AK, B-40, B-41, cối 60 ly. Quân số một trung đội tăng cường các tay súng giỏi, tinh nhuệ, có quyết tâm cao. Sau nhiều ngày nắm địch, chúng tôi đề ra phải chủ động tập kích và phản kích địch. Ngày 21 tháng 3 năm 1968, đại đội và trinh sát bám địch lần theo dấu vết của chúng. Đến 18 giờ, trời sắp tối, phát hiện có toán thám báo khoảng 30 tên đã dừng lại chuẩn bị chỗ ngủ trong rừng cây xanh và cây lá nón. Tên lính thông tin ngồi giữa đội hình vòng tròn của chúng đang liên lạc về chỉ huy ở căn cứ. Bộ đội ta đã đi sát phía sau. Chúng tôi ra tín hiệu tiềm nhập và chỉ mục tiêu khi màn đêm đang buông xuống. Khi cách địch khoảng 50 đến 70 mét, tôi chỉ đồng chí xạ thủ B-41 tiêu diệt tên lính thông tin với chiếc máy PRC-25, cũng là lệnh toàn trung đội nổ súng và xung phong. Sau phát súng lệnh, toàn trung đội nổ súng vang rền. Chúng để lại 21 xác chết, còn lại kéo nhau chạy vào rừng. Ta thu 9 súng, 1 côn, 1 M79 và 7 AR-15. Trời vừa tối hẳn, địch không có một phát pháo phản ứng nào. Đây là trận đánh tiêu diệt lực lượng thám báo của Mỹ với hiệu suất chiến đấu rất cao. Tiếp đó, đại đội 3 phục kích trên các đường mòn vào rừng để đánh bọn địch đi giải chốt bảo vệ cơ giới đi lại và cải tạo đường 12. Ngày 26 tháng 3, đại đội 3 ra đường 12 đánh bọn Mỹ lúc làm đường, diệt 25 tên, bắn cháy một xe M113, yểm trợ bọn làm đường và một máy hút. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.